Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là OXC Chain, nhận token OXC nha các bạn. Thì con token này nó đang chạy trên nền tảng Binance Smart Chain. Thì tham gia vào dự án hôm nay, các bạn sẽ nhận được là 8 token OXC, tương đương là 8 USD cho giá trị hiện tại mà dự án này đưa ra nhé. Ok, thì để tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả video. Sau đó các bạn mở cái form ra giúp mình. Thì như các bạn đã thấy thì con token này nó sẽ phân phối cho chúng ta tháng sau nha các bạn. Như vậy là cuối tháng 4 nó sẽ phân phối cho chúng ta, hết tháng 4 đầu tháng 5 nó sẽ phân phối cho chúng ta. Ok, thì trên form chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Đầu tiên thì chúng ta join vào kênh Telegram Channel. Các bạn ấn vào đường link Telegram Channel nhé. Chúng ta tiến hành join. Ok. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn quay trở lại form. Chúng ta làm nhiệm vụ theo đó là join vào kênh group, các bạn vào Telegram group. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại form, chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh channel, kênh liên kết với dự án. Các bạn ấn vào đường link tiếp theo nhé. Thì nguồn liên kết dễ hôm nay là nguồn Arab 34. Thì bạn nào chưa join thì các bạn tiến hành join vào nhé. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại form. Chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow Twitter. Các bạn ấn vào đường link Twitter. Dự án này là dự án cũng là một dự án NFT các bạn. Ok, trên Twitter thì các bạn ấn vào nút follow. Sau đó các bạn quay trở lại form. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là retweet lại bên tít, có nghĩa là chia sẻ lại bài viết. Ok, các bạn ấn vào đường link bài viết này nhé. Ok, chúng ta chia sẻ lại bằng bình luận nhé. Các bạn ấn vào đường link bài viết này. Thì ở cái bài viết này các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn ấn vào nút chia sẻ. Các bạn chọn what tweet, tweet là bằng bình luận nhé. Sau đó các bạn dán cái hashtag trên đây. Các bạn thêm 2-3 người bạn rồi đấy nhé. Các bạn thêm 1 người bạn cũng được, cũng sao, thêm 2 người bạn cũng được, và cũng các bạn muốn thêm bao nhiêu cũng được nhé, để chúng ta lấy bài link bài viết thôi. Ok, sau khi thêm xong thì các bạn ấn vào nút tweet chúng ta đăng lại bài viết này. Sau đó thì các bạn quay trở lại form, các bạn kéo xuống đây, chúng ta tiến hành điền lại thông tin như sau. Đầu tiên là địa chỉ email thì các bạn điền lại email của các bạn nhé. Tiếp theo đó là nó yêu cầu chúng ta là điền lại username Telegram. Username Telegram thì các bạn vào phần cài đặt setting trên Telegram. Các bạn copy cho mình cái username Telegram của các bạn lại. Sau đó các bạn quay trở lại form. Các bạn dán cái username Telegram của các bạn vào đây. Các bạn nhớ thêm icon ở trước nhé. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại link profile Twitter. Link profile Twitter thì các bạn quay trở lại Twitter. Các bạn ấn vào tường nhà. Các bạn chọn avatar. Các bạn copy cái username ở dưới phần tên của các bạn lại. Sau đó các bạn quay trở lại form. Các bạn dán link profile mà ha. Link profile thì các bạn chọn vào avatar này, các bạn chọn một profile hồ sơ á nha các bạn. Sau đó các bạn copy lại cái link profile Twitter của các bạn. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại form, các bạn dán cái link profile Twitter của các bạn vào đây. Ok. Sau đó thì nhiệm vụ tiếp theo nó yêu cầu chúng ta là điền lại cái link bài viết mà bạn chia sẻ trên Twitter. Thì các bạn trên Twitter thì các bạn vào trang cá nhân của các bạn này. Sau đó các bạn chọn vào phần tweet và reply. Các tweet bạn đã trả lời rồi các bạn. Ok, sau đó các bạn copy lại cái link bài viết bạn vừa chia sẻ nhé. Thì ở dưới bài viết nó sẽ có cái dấu mũi tên lên này, các bạn nhấn vào. Sau đó các bạn chọn copy link to tweet. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại form, các bạn dán cái link bài viết đó vào đây. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ ví Binance Smart Chain. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask hoặc là ví SailPay nhé. Các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain giúp anh. Các bạn đi copy lại cái địa chỉ Smart Chain, sau đó các bạn quay trở lại form, các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn vào đây. Tiếp theo đó thì ở phần Telegram username who invite you thì phần này là phần link red thôi. Thì ở phần này các bạn điền cho mình là A+Heo85 nhé. A+Heo85 nhé. Thì bạn nào mà muốn đi tuyển red á thì kêu red của các bạn á nhập lại cái username Telegram của các bạn ở phần này thì sẽ thành link red của các bạn thôi nhé. Ok, sau đó thì các bạn kiểm tra lại tất cả các thông tin mà các bạn đã điền đầy đủ hết chưa. Sau đó các bạn kéo xuống đây,
Các bạn tiến hành ấn vào nút gửi, chúng ta tiến hành gửi form đây nhé. Các bạn nút gửi. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là nhận DAP token OSC từ dự án OSC Chain, mạng Binance Smart Chain. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.